Audio Jungle. Dự án nhà máy cảng Hải Phòng xây dựng tại khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Hải An, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Nhà máy bao gồm kho chứa, bồn bể chiết rót, lưu giữ dung môi hòa tan và hóa phẩm dầu khí. Dự án nhà máy cảng Hải Phòng do tập đoàn Thái Oil làm chủ đầu tư. PTSC Thanh Hóa là tổng thầu thiết kế, mua sắm, thi công và chạy thử. Đây cũng là dự án tiên phong của PTSC Thanh Hóa, với vai trò là tổng thầu EPC, đầu tư xây dựng, triển khai, thực hiện theo hình thức hợp đồng thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, xây lắp. Dự án bao gồm 18 hạng mục thi công, trong đó các hạng mục chính bao gồm xây dựng, kết cấu bồn bể, đường ống, điện tự động. Dự án Hải Phòng là một dự án rất quan trọng, có ý nghĩa là bước ngoặt cho sự phát triển dịch vụ cơ khí của công ty PTC Thanh Hóa theo định hướng EPC. Giai đoạn hiện tại là giai đoạn cao điểm của dự án, diễn ra đồng thời tất cả các hạng mục thi công trên công trường, hạng mục xây dựng, kết cấu, piping, ENI, công tác Aerotech và công tác VCOM và Machining Ninh. Trong giai đoạn cao điểm này, chúng tôi đã nỗ lực hết sức và tất cả các khu vực, tất cả bộ máy điều hành để đảm bảo thực hiện đúng cam kết về mặt tiến độ. Finish quá trình commissioning vào ngày 30 tháng 9 và thực hiện bàn giao toàn nhà máy cho chủ đầu tư vào 30 tháng 10. Trong thời kỳ đầu, dự án đã đối mặt với rất nhiều khó khăn thử thách, máy móc thiết bị, vật tư chưa đáp ứng, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt. Trong muôn vàn khó khăn thử thách, tập thể người lao động dự án nhà máy cảng Hải Phòng đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu hết mình, học hỏi và tìm tòi công nghệ, sáng tạo và cải tiến kỹ thuật để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai và thực hiện dự án, quản lý chất lượng, xây dựng công trình là công tác quan trọng, xuyên suốt toàn bộ một dự án, từ khâu thẩm định, tư vấn, thiết kế, dự toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, cho đến khi công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhất là khi tốc độ xây dựng gia tăng nhanh chóng. Để bắt kịp tốc độ phát triển kinh tế xã hội hiện nay, thì việc quản lý chất lượng công trình đảm bảo an toàn, mang tính bền vững càng trở nên cấp thiết. Vì thế, thời gian qua, Ban Quản lý Dự án đã tăng cường kiểm soát về chất lượng, xây dựng công trình toàn diện, đầy đủ trên mọi lĩnh vực quản lý, cử cán bộ, kỹ sư, công nhân đúng chuyên ngành, có trình độ chuyên môn cao để thi công và giám sát chất lượng công trình. Phối hợp thường xuyên với kỹ sư giám sát và phụ trách thiết kế để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Để kiểm soát tài liệu hồ sơ của dự án từ khâu thiết kế, đến khâu mua sắm đến thi công ngoài công trường, chúng tôi có một đội ngũ kỹ sư kiểm soát về chất lượng từ khâu vật tư đầu vào cũng như là ngoài công trường, cùng với sự nỗ lực, sự hỗ trợ của chủ đầu tư và tư vấn. Ngay từ khi vật tư đầu vào đã kiểm soát chặt chẽ từ
nhà sản xuất đến cho các vật tư mà chế tạo tại workshop để chuyển ra công trường luôn luôn là kiểm tra đảm bảo chất lượng mới đưa vào thực hiện. Trong quá trình thi công, ban dự án luôn tuyệt đối tuân thủ các hồ sơ thiết kế, các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng công trình theo tiêu chuẩn về xây dựng. Tất cả các hạng mục thi công phải được chủ đầu tư nghiệm thu bằng văn bản theo từng giai đoạn thi công mới được thi công phần tiếp theo. Ngay từ những ngày đầu chuẩn bị triển khai dự án, bộ phận an toàn của PTSC Thanh Hóa đã xây dựng 27 quy trình quản lý công tác, an toàn, sức khỏe, môi trường cho từng công đoạn sản xuất. Từ thi công chế tạo, vận chuyển, lắp đặt và đấu nối vận hành thử công trình. Xung quanh cuộc sống của tôi có rất là nhiều người lao động đi làm việc với một cái môi trường không an toàn, về điều kiện làm việc không an toàn, về hành động không an toàn. Và mong muốn của tôi là truyền đạt tất cả những kiến thức về an toàn cho toàn thể người lao động tham gia công trường này. Mục đích để họ hiểu biết sâu về kiến thức về an toàn. Trong quá trình làm việc họ đảm bảo về an toàn và khi kết thúc công việc họ về nhà an toàn. Bởi vì đằng sau lưng họ đang còn rất nhiều người thân đang mong mỏi chờ một người bố đi làm về. Mà khi về mà mang cái tai nạn lao động về lại thêm một gánh nặng cho gia đình, cho người thân. Thì tôi không mong muốn điều đó xảy ra cho toàn bộ người lao động. Đây là một cái động lực để tôi tâm huyết hơn nữa với cái nghề an toàn. PTSC Thanh Hóa đã triển khai thực hiện hàng loạt hoạt động quản lý an toàn như đào tạo, huấn luyện an toàn, huấn luyện chuyên đề cho người lao động, làm các công việc có nguy cơ rủi ro cao, đồng thời kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của các máy móc thiết bị và thực hiện các giải pháp chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Đối với người lao động ở trên công trường thì tôi luôn luôn tiếp xúc với những người lao động, những người lao động trực tiếp ở trên công trường với mong muốn mọi người lao động ở trên công trường hoàn thành tốt công việc của mình một cách thuận lợi, hiệu quả, an toàn, chất lượng, đảm bảo cho thứ nhất là về tiến độ của dự án, thứ hai là về chất lượng của công trình và thứ ba là cũng đảm bảo cho người lao động có một cái điều kiện thuận lợi nhất để họ có thể lao động và cống hiến. Tôi cảm thấy những người lao động ở trên công trường họ rất là hăng say làm việc với cái mong muốn là đóng góp cho dự án. Nhờ công tác tuyên truyền giáo dục được thực hiện thường xuyên, liên tục, cộng với những kiến thức an toàn được trang bị bài bản, nên tại công trường thi công dự án nhà máy cảng Hải Phòng, người lao động luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra. Đến nay, dự án đã đạt mốc 200.000 giờ làm việc an toàn. Để đạt được thành tích đó, phải kể đến sự đóng góp của các tập thể và cá nhân người lao động, sự hỗ trợ hiệu quả, kịp thời của chủ đầu tư Thái Oi, sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tổng công ty PTSC, sự chỉ đạo sâu sát của tổng thầu PTSC Thanh Hóa và đặc biệt là sự tuân thủ, cố gắng phấn đấu của các nhà thầu thi công và tất cả người lao động. Làm việc ở PTSC rất chi là chuyên nghiệp, vấn đề an toàn được đặt lên hàng đầu. Mình đi làm tính mạng của mình là được đảm bảo. Tất cả các người lao động vào đây ai cũng được đào tạo và training rất an toàn cho nên làm việc cảm thấy rất là yên tâm ạ. Ai muốn gửi gắm những cái về nhà như là vợ và con mẹ được yên tâm thì trong môi trường lao động ở công trường này là anh đã được làm ở trong một môi trường rất tốt, an toàn. Về anh sẽ cố gắng làm chăm chỉ để cho cuộc sống gia đình được thêm tốt hơn về kinh tế. Quen dịp này em muốn gửi gắm một vài lời đến gia đình của em. Đó là bố mẹ và tất cả mọi người ở nhà là cứ yên tâm. Em ở ngoài này là làm việc có một môi trường làm việc rất là sạch sẽ và là an toàn. Mẹ con ở nhà giữ gìn sức khỏe. Bố ở đây công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ để kịp tiến độ bàn giao dự án cho chủ đầu tư cũng như các nhà thầu. Sau gần 6 tháng thi công, dự án nhà máy cảng Hải Phòng đang đồng loạt triển khai công tác thiết kế, mua sắm, chế tạo, lắp đặt, phấn đấu để hoàn thành đúng tiến độ dự án như mục tiêu đã đề ra. Đây là những thành công
và những bước đi vững chắc tạo nên niềm tin cho phía khách hàng và các nhà đầu tư. Dự án nhà máy cảng Hải Phòng không chỉ là bước tiến tạo niềm tin cho các nhà đầu tư mà còn là nơi đem đến nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Ban quản lý dự án đã tạo cơ hội cho tất cả người lao động được tham gia ứng tuyển ở nhiều vị trí làm việc khác nhau. Việc tuyển dụng đúng người, đúng việc đã giúp người lao động được làm việc đúng khả năng của bản thân. Và đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của dự án. Là một người lãnh đạo trong ban quản lý, tôi luôn luôn gần gũi, luôn luôn lắng nghe, chia sẻ những khó khăn vướng mắc của toàn bộ anh em trong ban điều hành của dự án, cũng như toàn thể người lao động trên công trường, và cam kết sẽ tạo ra một môi trường làm việc đủ điều kiện an toàn và thoải mái nhất cho toàn bộ người lao động, để cho toàn bộ tập thể người lao động trên công trường phát huy được tối đa nhất năng suất lao động, cũng như mọi người trở về nhà một cách an toàn, vui vẻ sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc trên công trường. PTSC Thanh Hóa luôn chú trọng tạo dựng thương hiệu. Xây dựng thương hiệu bền vững không phải chỉ ở việc đánh bóng thương hiệu, mà yếu tố chính là chất lượng sản phẩm. Hiểu được điều đó, toàn bộ cán bộ, kỹ sư công nhân và người lao động vẫn luôn miệt mài, vừa lao động vừa học tập, củng cố kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiên cứu và chế tạo máy móc, để mỗi một sản phẩm làm ra sẽ là những đứa con tinh thần hội tụ đầy đủ tài năng, trí tuệ, sức mạnh và tầm vóc của tập thể người lao động của dự án. Cho đến ngày hôm nay, chúng ta có quyền tự hào bởi mỗi chúng ta ở đây đã và đang là những người đặt những viên gạch đầu tiên, đặt nền móng, đóng góp nên sự phồn vinh của thành phố cảng, của Giang Sơn gấm vóc, của non nước rồng tiên, Giang Sơn cẩm tú đất Việt. Bằng niềm tin, nhiệt huyết và sức trẻ của những người con PTSC Thanh Hóa, chúng tôi mong mỗi ngày có thể cống hiến nhiều hơn nữa, góp phần làm nên những công trình xây dựng, thúc đẩy phát triển kinh tế và đặc biệt là ngành dầu khí, để non sông Việt Nam ngày càng trở nên hùng vĩ và gấm vóc, vươn cao hội nhập cùng thế giới.